Còn gì mày đừng có gầm. Bình tĩnh đi, bình tĩnh.
trứng sâu không ấy chị? Trứng sâu. Mình cứ coi lại gì tắt đi. Để cho người ta lại cho xong. Nhắm mắt lại.
đúng rồi, đúng rồi. Cái lỗi đó phải là anh nói không ra mình nó phải lắm. Mình nói cái miệng lại.
Khúc này yên nha. Nghe miệng nè. Chấm. Chú làm gì hết. Ở nhà sao chị ngẩn được chị? Nó ra vậy đó. À nó trầu lâm láo không? Nó ra mà đâu có nặng nữa, nó dễ gì nó châm nặng. Thành ra hả? Cứ đè nhẹ 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 vậy đó. Thành ra nó đâu có ra được như đâu, nặng cỡ được á. Những cái hộp mà cứng như vậy á là nặng ra được như vậy thôi. Còn mấy cái kia hết đi mẹ ơi. Gần là khi nào? Thấy một nó là thành rổ á, nó nằm đó.
Còn một đùi nữa. Ủa nhiều quá, nó đang hồi đùi cái mình lấy cái đầu nhỏ vậy á, mình thiệu cái nó rớt ra một cục. Dạ quá. Cứ đẩy tao đi luôn, tao đi ra. Dạ. Là im đi. Im nha, im nha. Mình đánh tay. Sao chị nói nữa không? Thấy xí rồi đi. Thấy mà hiền chứ. Hả? Căng rồi. Chút xí nữa rồi. Mình chán đi, khỏi cháu chút ha. Gì vậy? Đó. Rồi, đã đàng hoàng. Ăn cho nó lận lên.